đây mình giải thích các bạn từ rủi ro. Rất là nhiều người muốn ra làm một cái gì đó và họ sợ cái rủi ro, họ họ sợ mất trước. À, cái tư duy của rất là nhiều người là bất kỳ khi chúng ta suy nghĩ ra có một cái vấn đề gì đó ra là cái vấn đề đầu tiên là chúng ta sợ trước. À, chúng ta tìm cái mặt không được của nó trước, chúng ta tìm những cái mà khó khăn của nó trước để chúng ta tư duy. À, trong lớp mình hay cho một cái bài tập là mình bắt mọi người lấy 50.000 ra và mua một cái đĩa và bắt buộc bán cái đĩa đó phải là 100.000, 200.000, 500.000 và mình bắt ra đường bán liền. À, thì lập tức những cái con người đó họ tư duy, họ ô làm sao em bán được, em sợ gặp người lạ, em không có làm được đâu. Tức là cái cách tư duy của rất nhiều người là họ thấy ngay cái rủi ro của vấn đề đó liền, họ sợ liền mà trong khi họ không có làm. Các bạn hiểu chưa? Nghĩa là bây giờ chúng ta cần phải thay đổi một cái tư duy đó, nghĩa là chúng ta không nghĩ về tự do và chúng ta lên ngay cái list để làm việc liền, ngay cái to-do list. Các bạn, to-do list là một cái list công việc. À vậy thì khi chúng ta cầm đĩa này thì bước đầu tiên là chúng ta phải làm việc gì, bước hai làm việc, chúng ta tập trung ngay cái vào cái giải pháp liền, thì lập tức những cái rủi ro đó các bạn thấy không ạ, những cái khó khăn đó tự nhiên nó giảm bớt xuống. Vậy thì khi nào chúng ta rủi ro các bạn ơi, khi nào chúng ta rủi ro? Ok, khi nào chúng ta rủi ro? À, cái chữ rủi ro các bạn nó rất là bự đúng không ạ? Khi chúng ta rủi ro là khi chúng ta thiếu gì ạ? Thiếu kiến thức về lĩnh vực đó. À, chúng ta thiếu gì ạ? Thiếu kỹ năng về lĩnh vực đó. Chúng ta thiếu những cái kỹ năng về lĩnh vực đó. Thiếu kỹ năng. À, và khi chúng ta thiếu những gì ạ? Thiếu những trải nghiệm và va vấp trong lĩnh vực đó. Thiếu những cái trải nghiệm trong lĩnh vực đó. À, các bạn nhung ra điều này chưa? À, bạn muốn ra làm kế toán đi mà kiến thức về kế toán bạn bằng không, những kỹ năng tính toán máy tính bạn bằng không. À, những đây là những con số 0, mình ví dụ đây là những con số 0 tròn trịnh hết. À, cái đây có một con số 0, hai con số 0, ba con số 0. À, về trải nghiệm chưa bao giờ làm lĩnh vực này thì các bạn suy nghĩ đi, rủi ro 100%, có làm được đâu, làm tầm bậy. À, bạn ra lái xe đi mà kiến thức về lái xe không có, những cái kỹ năng ngồi quan sát rồi lắng nghe nó chưa có, chưa bao giờ thực hành hết, ba con số 0 hết, làm sao lái xe được? Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì khi nào nó rủi ro? Khi chúng ta thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu những cái trải nghiệm thì chúng ta sẽ rủi ro. Vậy bây giờ làm gì? Vậy thì để giảm rủi ro thì chúng ta phải có kiến thức về lĩnh vực đó. Muốn làm được kế toán thì chúng ta phải đi học kế toán, để chúng ta có kiến thức về kế toán. Muốn ra khởi nghiệp được thì chúng ta phải đi học những lớp về khởi nghiệp. Cái rất là kỳ lạ của rất là nhiều người là bạn đi học kế toán, bạn dành 4 năm, bao nhiêu năm các bạn? 4 năm để bạn đi học thôi, để có được cái kiến thức này thôi. À, một ít cái kỹ năng này, rồi bạn ghi anh bao nhiêu nữa, 1 đến 2 năm bạn ra ngoài bạn trải nghiệm, các bạn nhận ra điều này mà bạn luyện những kỹ năng nữa thì bắt đầu bạn mới làm. Tuy nhiên đi ra khởi nghiệp thì lại là không ai dành vài ngày để đi học cái kiến thức về kinh doanh nữa, chứ đừng có nói mà làm theo cái này. Mà các bạn biết rằng là kế toán á, là một cái kiến thức về chuyên môn, người ta gọi là ngành dọc, bạn hiểu sao? Còn kinh doanh là chúng ta phải hiểu rộng, là bề ngang. Cái bạn nói vậy thì bề ngang là các bạn thấy nó có nhiều cái bề dọc, nó có rất là nhiều cái bề dọc. Các bạn đã nhận ra điều này chưa? À, nhưng mà chúng ta lại ít học, ít đầu tư cho nó và chúng ta cứ nói rằng là nó khó, nó rủi ro, sợ thất bại. À, vậy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay các bạn đã nghe mình chia sẻ về cái cách làm sao để chúng ta giải quyết những rủi ro, những cái khó khăn. Bữa hôm sau mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái từ khó rất là tuyệt vời khác, như từ khó làm sao để chúng ta không thất bại, hoặc là từ khó làm sao để chúng ta khởi nghiệp từ không động, làm sao để chúng ta có cái cách thất bại một cách rất là thanh lịch. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.